À, xin chào thầy và các bạn. Hôm nay mình sẽ làm bài tập 2 về của vi xử lý mà thầy giáo ha. Và đầu tiên là cái chương trình với cái bài tập của mình ha. Thì các chân mình sử dụng đây là bọt xi và bọt đi ha. Thì cái chân này đều là chân ao hết. Và khi mà có xung kinh lên đó, thì thằng led này sẽ sáng ha. Đây là bài tập của mình. Hai chân lớp in của ao sẽ đóng vào tập anh ha. Và đây là chương trình chính của mình. Chương trình của mình á, thì mình khai báo thiết bị là một sách cấp 7 các vấn đề mà Use HD và Use Delay cấp 20 ha. Và các biến là EG, các biến 16 bit là XYZ mà nhớ lưu gán và V1 gì đó. Và đây là cái chương trình chính của mình ha. Thì cho C và D là cái output hết. Và các biến mình cho về 0 hết ha. Thì output C và output D này, à ở đây vì C nó chỉ có 8 ổ ga và D cũng 8 ổ ga thôi mà đến 16 bit lần. Cho nên là C này sẽ thể hiện 8 bit đầu của unit và D sẽ thể hiện 8 bit sau của unit, cho nên là X sẽ lùi về 8 ha. Và một cái vòng lặp qua chu để mà mình thực hiện ba cái lệnh trong đây ha. Thì cái đầu tiên á là cái lệnh mà sáng tắt dần, thì là cho một cái vòng lặp chạy trong đây ha. Là X này hồi nãy mình cho là không hết, thì là nó sẽ mình sẽ cho nó dịch sang phải, tại vì ở đây là cái hình này mình có thể là mình lắp được với các bạn, cho nên là mình có thể lắp được xong với vài bạn, cho nên là dấu này nè có thể là các bạn một vài bạn sẽ ngược với mình ha. Ở đây cái dấu này của mình sẽ là dịch phải ha. So với cái hình này thì cái dấu này là dịch phải, thì mình sẽ dịch sang phải và mỗi lần sang phải mình sẽ thế số 1 này vào con ít này, thì cứ vậy lặp lại thì cái đèn nó sẽ sáng dần từ trái sang phải ha. Rồi, cái output C mà đi hồi nãy mình đã nói rồi ha. Rồi mà tắt dần thì cũng vậy, tắt dần thì mình cho nó từ 0 đến 16 cũng là vòng lặp 16 lần. Mà tít này lúc nãy nó đã sáng hết rồi, thì nó sẽ có là một tất cả đèn led đều sáng hết. Thì bây giờ mình sẽ cho nó dịch sang phải lại. Bây giờ mình sẽ cho nó dịch sang trái lại. Thì sẽ cộng với 0 vào để cho nó tắt hết ha. Bây giờ mình sẽ trình diễn cho các bạn xem ha. Đây, nó sẽ sáng dần từ trái sang phải nè. Và gọi tắt dần từ phải sang trái nè. Ok rồi ha. Rồi cái thứ hai là từ trung tâm ra ngoài và từ ngoài vào trung tâm á, thì mình sẽ cho một cái lệnh for y bằng 0 y bằng 8 bằng cộng, tại vì từ ngoài vào trung tâm á thì nó sẽ hai bên nó cùng qua 8 con led, cho nên là mình chỉ có sử dụng cái vòng lặp là 8 thôi ha. Thì thằng y này cái trọng số của nó là 8 bit, lúc đầu nó cũng là 0, cho nên là mình sẽ cho nó dịch cũng như thằng x hồi nãy, là cho nó sáng dần từ trái qua bên phải ha. Đây. Còn thằng z này mình sẽ cho nó sáng dần từ phải qua bên trái, và vì bên phải của nó là thằng d cuối cùng của cái trọng số, cho nên là cái này nó mình phải cộng với tới 80 ha. Cái 80 hẹp chứ không phải là cộng với 1 như lúc nãy ha. Vì 80 hẹp nó sẽ có biểu hiện như vậy, là 1 là của D7 6 5 4 3 2 1 0 ha. Nó 80 của nó là như vậy. Nó sẽ là 80, nó sẽ cho nó dịch sang trái. Thì nó sẽ sáng dần từ phải sang trái ha. Và bây giờ mình sẽ trình chiếu cái phần đó cho bạn. À không, để mình nói luôn phần dưới đây đi ha. Thì phần dưới đây thì nó ngược lại với bên trên, đó chính là sáng dần từ trong ra ngoài. Thì nó cũng sẽ là 8, một là 8 lần. M và N đều là không hết mà đều là 8 bit hết. Thì M này của bọc xi hồi nãy mình để cái bọc xi mình vẽ trên đây nè. Cái bọc xi của nó thì cái trọng số cuối cùng của thằng này nó là D6, thì nó nằm bên trong, cho nên là mình muốn so sánh ra trong bên ngoài thì mình sẽ dịch sang bên trái và cái cộng cho cái trọng số đó là 1011 để mình nói dịch ha. Cái này nó sẽ là 10000000, thằng này sẽ là D6 nè các bạn ha. Thằng 1 là D6 nè, nó là cho nó dịch từ 6 sang từ 6 về 0 ha, và cho nó sáng từ 6 về 0. Và thằng này thì sẽ từ D0 sang D7 thì nó bình thường thôi, cộng với 1 thôi ha. Ok, bây giờ mình sẽ chiếu cho các bạn xem ha. Nó sáng từ ngoài vào trong các bạn. Rồi tắt.
mình sẽ delay ở đây 1 giây ha. Rồi, nó sẽ từ trong ra ngoài lại. Rồi, ok. Rồi. Tới cái lệnh thứ ba là sáng dồn ha. Ở đây mình sẽ cho B1 mà lưu là cái biến động số 16 bit. Và cái biến nhớ này cũng là 16 bit luôn. Ha, thì cái vòng lặp đầu tiên á thì B1 nó sẽ bằng biến nhớ cộng với biến lưu này. Là nó sẽ 0001 gì đó. À, nó sẽ là 0001 thì nó sẽ có một con led sáng thôi ha. Và cái vòng lặp G bằng 1, G bé hơn Y, G và G cộng cộng này là cái vòng lặp từ G cho đến Y ha. Thì cái biến này nè, chủ yếu là biến để mà dịch cái con led đó, dịch cái con led mà lúc nãy mà nó sáng á, dịch sang bên phải. Thì cái biến thì cái phần này nè, đó chính là lưu lại cái con led đó khi mà nó ở vị trí cuối cùng, sẽ lưu lại nó. Và cái biến nhớ này nó cứ di chuyển và nó di chuyển và lưu vậy, cho nên là nó sẽ sáng dồn lại ha. Mình cho đi lên 100 giây ha, mà output C và output D ha. Đây, đây chính là cái biến lưu và lưu cộng nhớ này nè. Ở đây á, cái này á chính là dấu này là dấu cộng bit ha, chứ cũng không có gì nó xa lạ đâu. Đây là dấu cộng bit thôi. Đó, lưu cộng biến nhớ này là cái biến lưu hồi nãy, là nó giữ cái vị trí hồi nãy của con led, cái vị trí cuối cùng của con led đó, cộng với cái vị trí mà là dịch một lát sau nữa, dịch cái một lát phía sau nữa, thì nó cứ dịch và lưu, dịch và lưu, dịch và lưu như vậy, cho nên là nó sẽ cộng dồn lại ha. Đây mình sẽ show cho bạn cái thằng này. Rồi bây giờ mình sẽ cho các bạn xem cái phần này ha. Đây, nó sẽ dịch ha. Đó. Để mình nói rõ hơn với các bạn về cách lưu ha. Thì á, vì mình muốn lưu thằng led á, khi mà nó chạy từ 0 cho đến con led thứ 16 á, mình muốn lưu con led nó ở vị trí thứ 16 lại, thì mình sẽ cho G chạy đến con thứ 16 đó. Là lúc này cái biến nhớ này nè, nó cái số 1 á, nó đã dịch chuyển từ cái số 1 lúc đầu cho đến cái số 1 cuối cùng rồi, thì mình lưu lưu tại đó bằng cái cách là mình ráng mình cho B1 này bằng nhớ cộng lưu, là nhớ là cái lúc mà là cái nhớ nè, lúc đó nó cái số 1 á, nó là nằm ở cuối cùng rồi, và lưu lúc này là nó bằng không, cho nên là B1 nó sẽ bằng là như vậy nè, từ trái sang phải ha. Cái con led mình diễn tả trên đây đi ha, là 0000000001 ha. Đó là nó đã lưu như vậy rồi, thì nó cứ vòng lặp như vậy. Y về 15 thì lần này nó sẽ lên 1 ha. Y về 14 thì lần này nó sẽ lên 1, cho nên là nó sẽ sáng từ từ ra đó. Thì cái quy luật của nó là như vậy ha. Đó, đây là cái lưu cộng nhớ này. Thì cái lưu này đó chính là để nó lưu giá trị này lại, để mà khi mà mình cộng lại nó không có bị trùng, không bị lặp lại ha. Ok, cảm ơn thầy và các bạn lắng nghe. Ok, sáng dồn từ phải sang trái, sáng dồn hai bên vào giữa rồi. Ok.